Với kinh nghiệm nhiều năm kinh doanh thiết bị giải mã âm thanh, rất ít khi VinStudio gặp được thiết bị nào tương tự như Eversolo DMP-A6 này. Nó có khả năng là đọc trực tiếp các cái album ISO DSD. Bình thường những cái định dạng này chúng ta sẽ phải dùng máy tính để mở nén thành các cái định dạng file DSF hoặc là DSF trước khi cho vào cái thiết bị giải mã âm thanh. Thì ở đây chúng ta có thể mở nó trực tiếp các cái file này mà không cần qua máy tính. Đây là một cái file ISO, chúng ta ấn vào và nó sẽ mở luôn trực tiếp cái file này và chúng ta vẫn có thể next bài như bình thường. Đấy, nó sẽ tạo thành các cái track rất là hay và tiện lợi, cũng như là khi mà không phải giải nén qua công đoạn máy tính, chắc chắn chất lượng âm thanh nó cũng sẽ đảm bảo hơn rất nhiều. VinStudio xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem clip.